Đây, dạ là em đây. Cả nhà nói dạng thọ mình không kịp nè. Hôm nay đã đun nước đều đều rồi. Đây, mình đã tắt bóng đèn rồi nha cả nhà. Chỉ mấy cái bóng đèn này để mình xịt thuốc thôi. Mình tắt bóng đèn hết rồi. Đây. Anh em nào nói không kịp. Hôm nay là ngày 22. Cái này chỉ bao nhiêu ngày nữa nó nở cả nhà mình không biết nữa, cho mình đáp án coi. Còn những mấy má hỏi bóng đèn của con chỉ cho mấy má. Rồi mấy má hả, lấy cái độc quyền của mấy má. Rồi mấy má lên trời lên thượng lên đất với người ta. Không biết mấy má lấy bóng đèn ở đâu mấy má xong. À, mấy bà nói là chuyên dụng đây, của con chuyên dụng đây nè mấy má ơi. Đây nè, coi cho kỹ nè. Đó. Rồi mấy má cứ việc nói bài, rồi tới khi đó người ta không có hoa, có bông người ta trưng. Đó, ai nói gì? Đây của em xong đèn nè, ai nói không nở? Người thật việc thật nè, chưa có không tháo bóng đèn nữa nè cả nhà nha. Đó, bóng đèn còn nhóc tại mình để xịt thuốc. Đây. Ai nói không kịp? Ai nói không kịp đâu cả nhà. Vẫn kịp hết. Đây của mình nay bắt đầu đơm hết. Nha. Hứa cả nhà 25 nó sẽ bung 50% đến 60%. 27 mình đi chợ bung sẽ 70 đến 80%. Rồi xin mời cả nhà cùng vô tham quan tham khảo. Mình nói có đúng hay không? Nha cả nhà. Người thật việc thật. Người thật việc thật vẫn là đây. Của em. Nay nổi vàng ghế luôn. Vàng ơi là vàng. Rồi anh chị em nào cứ việc nói xông đèn không nở hoa, xông đèn làm chai nụ. Dạ thưa con, đây con bỏ chất xám ra con tìm tòi, chứ không phải tự nhiên con học cách của ai. Mấy má ngang xương, mấy má vô, mấy má nói cửa hả là xông đèn chưa biết cái gì. Đây xin thưa, mình xông đèn nay bao lâu rồi? Rồi mấy người xông đèn nay bao lâu rồi? Nha. Mình không phải nói mình giật ngược về, giật xuôi về mà vụ bóng đèn. Nhưng mà người thật, việc thật có sao thì nói vậy. Đây dàn điện của mình xông thẳng tới đằng kia. 280 bóng đèn. Đây, chưa tháo hết nữa. Đó. Tốt kia, 280 bóng đèn. Bây giờ về thưa ra không có chỗ đi luôn nè. Không biết tưới cách làm sao luôn. Rồi gửi với hội nha, hôm nay mình sẽ quay được ban ngày cho cả nhà từ đây cho tới khi mình ra chợ. Cảm ơn những anh chị em đã thương tình, đã ủng hộ mình và đã xem và theo dõi vườn hoa của mình. Mình xin chào. Giờ bắt đầu mình xịt thuốc đây. Ai nói xịt thuốc, xịt phân, tưới phân, mình tưới mỗi ngày luôn nha cả nhà. Xịt thuốc mỗi ngày luôn, chiều xịt thuốc, nay đổi lại tối cho uống phân rồi. Rồi thân chào cả nhà, video có hạn mình xin làm đây. Đấy,